chào các em. Hôm nay chị Ami sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm một con quay giảm stress rất là hot trên thị trường hiện nay. Đầu tiên thì chị sẽ sử dụng một cái nắp chai và vẽ một hình tròn trên một tờ giấy trắng cứng. Tiếp theo chị sẽ vẽ 3 hình tròn chia đều cho 3 góc sát cái hình tròn mà chúng ta vừa vẽ nhé. Và món đồ chơi này thì giúp chúng ta giảm stress rất là nhiều. Theo quảng cáo thì những cái buồn phiền hay lo lắng của chúng ta sẽ theo con quay này và tan biến mất. Rồi bây giờ chị sẽ dùng bút để nối những cái hình tròn lại với nhau, sau đó dùng kéo để cắt ra nhé. Sau khi chúng ta đã cắt ra thì chúng ta sẽ dùng cái hình này để làm một cái khuôn. Tiếp tục mình sẽ vẽ thật là nhiều hình nữa để chúng ta dán vào cho thật là cứng nha. Bây giờ chị Ami đã cắt được thêm 2 hình nữa nè, sau đó mình dùng keo khô để dán. Và chị cảm thấy là vẫn chưa cứng cáp cho lắm, cho nên chị sẽ dán lên 2 lớp nữa nha các em. Bây giờ chúng ta cần có thêm 4 hình tròn nhỏ nữa, cho nên chị sử dụng đầu của chai keo khô nhé. Các em sẽ dùng keo và dán lại thành 2 cái hình tròn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng một cây nhọn để đâm vào chính giữa nha. Chúng ta sẽ tạo được một lỗ ở chính giữa như thế này nè các em. Và cũng làm tương tự với 2 hình tròn kia nhé. Tiếp theo thì chị Ami sẽ sử dụng một cây tăm bông và cắt ra một đoạn dài chừng 1 cm. Và các em phải chắc chắn là đoạn tăm bông này có thể cho qua được con quay. Và con quay của chúng ta có thể quay được thì chúng ta mới sử dụng nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cây tăm bông, đoạn tăm bông ngắn lúc nãy. Chúng ta sẽ dán lên một hình tròn đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đợi cho keo thật là khô. Và sau khi keo khô rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ráp lại nha. Chị sẽ bắt đầu cho vào trong con quay. Đó. Và chúng ta sẽ cho keo dán cái hình tròn còn lại vào. Chú ý là chúng ta chỉ dán ở phần đầu thôi nha. Tuyệt đối chúng ta không dán sát vào, thì mình phải chừa chỗ cho tí nữa cái phần con quay của mình sẽ quay được dễ dàng hơn. Nếu các em dán sát vào thì chúng ta sẽ thất bại đó. Sau khi keo khô thì chúng ta sẽ thử xem con quay này có hoạt động được không nha. Wow, như vậy là chúng ta đã làm thành công rồi đó các em. Phần tiếp theo thì chị Ami sẽ cắt thêm 2 hình tròn bằng giấy xốp màu xanh để dán lên trang trí nha. Thank you.
chị sẽ dùng bút lông dầu vẽ lên những đường gạch đủ màu để tạo nên hiệu ứng đẹp cho con quay. Để cho con quay của chúng ta giữ thăng bằng tốt hơn và quay được nhiều vòng hơn thì thường người ta sẽ dán vào đây 3 đồng tiền. Nhưng mà chị Ami thì không có đồng tiền cho nên chị sẽ sử dụng 3 cái nút màu đỏ này nhé. Ta la! Như vậy là chúng ta đã làm xong một con quay giảm stress rồi. Con quay này còn có tên là spinner. Và cái chính là chúng ta tự tay làm, chúng ta không cần phải đi mua đúng không nè. Hy vọng video này sẽ giúp các em giảm căng thẳng sau những giờ học tập mệt mỏi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.